hai anh chị là đã tính trước là mình sẽ có con lúc nào hay là trời kêu ai nấy dạ? Không, thiệt ra thì cũng có phải suy tính trong đầu chứ, tại vì khi mà cưới về 1-2 năm đầu thì lúc đó là khoảng thời gian cãi lộn nhiều nhất. Wow. Cũng có những lúc là Phương phải cuốn vali đi về của ba mẹ ở. Lúc đó là Luân là một người cực kỳ mê game. Mê game mà tới mức mà đi hát về mà không vô ngủ với vợ mà phải trốn ra ngoài phòng chơi game. Thì đó là một cái khoảng thời gian mà giống như là cô ấy bị sốc. Không nghĩ là những cái năm đầu của cái cuộc hôn nhân nó lại tệ hại đến như vậy. Thời gian đó mình quá ghiền cái điện tử thì mình bỏ lơ tất cả mọi thứ. Và sau đó thì cũng may mắn là có được em bé, thì mình tự cảm thấy mình phải dành thời gian cho những cái khác ý nghĩa hơn trong cuộc sống này. Hai vợ chồng có đi qua Thái Lan chơi. Khi mà vô chùa, nghe nói là cái chùa vàng gì bên Thái đó, thì mình cũng mong là có một đứa con. Thì Phương cũng có vô tới cầu sinh ở trong cái chùa đó. Thì khi mà về thì thực sự là đúng là tính theo thời điểm luôn đó, là từ thời điểm bên Thái và thời điểm bên đây thì đúng là có bầu ngay thời điểm đó. Mình thấy là chắc là mình ông trời, thứ nhất là ông cũng sắp xếp cho mình một đứa con, tại vì phải nói là đứa con lại hợp tuổi với hai vợ chồng nữa. Cho mà khi đứa con xuất hiện thì gia đình giống như sang một trang mới, hạnh phúc hơn, hai vợ chồng ít cãi vã hơn và cùng nhìn về một hướng, cái đó là quan trọng nhất. Cảm xúc của anh á như thế nào khi vừa mới biết tin đó là vợ mình thai? Là cuộc đời mình nó sẽ sang một cái trang mới, mình sẽ không còn là một đứa con nít trong cái thân xác của mình, không còn là game thủ nữa. Không còn là game thủ nữa. Và mình lo, tại vì mình biết là để chuẩn bị cho một đứa bé thì mình phải có kiến thức nữa. Trong cái quá trình mà là vợ mang thai á, thì là chỉ có hay ốm nghén không? Phương thì may mắn là Phương không có bị ói khi mà mình ngửi cái mùi thức ăn. Và ăn cũng rất là tốt. Xưa á, Phương là một người buổi sáng thì thích ăn những cái món gì, món nước hay là bún bò Huế, hủ tiếu hay là bánh canh gì đó. Còn Luân thì lại là người thích ăn cơm. Hầu như là ngày chắc nào bụng ngày đi nào làm cũng mà phải ăn cơm buổi sáng hết, không thể nào ăn món nước được. Nhưng mà khi có bầu thì giống như là cậu bé là kích thích hay sao đó, không được ăn được món nước, chỉ ăn món cơm thôi. Anh biết tại sao không? Tại con anh giống anh mà thì đòi ăn vậy. Cơm tới bây giờ cậu nhóc cũng ăn giống rất là giống anh nữa, nhưng mà chỉ có cậu bé tính thì giống mẹ. Từ Hot Daddy Talk chính thức ghi hình tại bang California, Hoa Kỳ. Thông tin đăng ký gửi qua Viber 0522 961 076 hoặc Gmail anhnguyet.nguyenthi@mcv.com.vn. Bác sĩ dặn là cứ thấy mà hai phân là đi. Thì lúc đó 6 giờ sáng thì đang ngủ vậy đó, cái vợ kêu anh ơi hai phân rồi anh ơi, thì mới bắt đầu mới đi, thì mới xuống mới bế vợ xuống dưới đất lấy cái xe máy đi. Đường lúc đó khoảng 5:30 sáng nó cũng khá là vắng. Mình nhớ là từ nhà tới chỗ sinh thì khoảng gần 2 cây số, và nó qua khoảng 2-3 cái cầu gì đó. Thì mỗi lần đi qua cầu hay là qua ổ gà đó, mình cứ phải chậm chậm rà, cố gắng không có để một bất cứ cái sự việc đáng tiếc nào xảy ra hết. Khi lúc mà chị Phương sinh, bác sĩ với lại y tá là không cho vào. Mình chỉ đứng cách đúng một cái vách ngăn thôi, và mình nghe toàn bộ cái câu chuyện ở trong đó. Hồi hộp không? Đứng ở ngoài hồi hộp. Đúng hồi hộp chứ, tại vì mỗi lần mình nghe mà xã mình la á lên cái là mình cũng thót tim rồi. 6 giờ sáng là bắt đầu phải chở tới vô bệnh viện, thì tới khoảng 3 giờ 15 là sinh được bé. Mới đầu là hai vợ chồng nhất quyết là sinh thường, bác sĩ là ok cho sinh thường rồi. Nhưng mà bác sĩ có dặn trước là nếu mà cảm thấy đau quá thì chích thuốc cục vô cột sống để mình gây tê bằng cứng. Gây tê bằng cứng, đúng rồi. Tới lúc đó là tới 2 giờ mấy, lúc đó là vẫn không sinh được. Lúc Phương đau quá thì ở trong thấy la lên là chịu không nổi nữa rồi, chích thuốc đi. Thì lúc đó thì ở ngoài mình mới đồng ý là ký đơn kêu bác sĩ để cho chích thuốc để sinh. Khi mà em bé cất tiếng khóc đầu đời á, anh cảm thấy trong lòng mình xốn xang sao anh? Nếu mà gọi là thật tâm anh nói thì lúc đó anh lo cho vợ nhiều hơn. Không biết là cô ấy có đau quá không, hay là cô ấy cảm thấy như thế nào. Còn bé thì lúc để cho ông bà ngoại với bà nội chăm trước. Chào con một cái, cảm ơn con đã đến với bà mẹ. Hello con đó, nhưng mà... Ủa vậy thôi là nhìn cái rồi sau đó là mình đi ra luôn. Bởi vì anh Luân ảnh rất là an tâm khi mà có hai ông bà ở bên cạnh đứa con của mình. Tại là những người đã có kinh nghiệm, là cha mẹ của mình đã có kinh nghiệm nuôi nấng mình như thế nào và đã có kinh nghiệm xử lý như thế nào với một đứa bé mới sinh ra đời, cho nên anh rất là an tâm. Nhưng cái anh lo nhất đó là vợ, tại vì vợ lúc đó thì đang rất là yếu. Anh nghĩ cũng hợp lý thôi.
Vậy thì cái quá trình mà là chị hồi phục sau sinh nó có thuận lợi không anh? Mấy ngày đầu tiên là anh làm tất cả mọi thứ. Ông bà chỉ có vô thăm thôi, xong đi ra. Rồi để lại cái phòng đó cho hai vợ chồng với đứa con tự xử hết. Vợ anh còn nói là ủa không ngờ là ảnh có thể làm được những cái chuyện đó. Tại vì cứ nghĩ là trước giờ ảnh chỉ quan tâm tới cái chuyện chơi của ảnh thôi. Anh không có quan tâm đến những chuyện khác. Nhưng mà sau đó thì có thấy là anh có thể chăm bé được, tắm với bé được, rồi cũng như lo cho bà xã ăn uống, lại đi vệ sinh cơ thể, tất cả mọi thứ có thể làm được cái chuyện đó. Vậy là trong cái quá trình mà là nuôi dạy em bé thì là giữa anh và vợ là có một sự thống nhất nhất định luôn hay là có một sự giúp đỡ nào khác từ ông bà? Có những cái sự phân chia, thí dụ như ban ngày thì luôn là người trông cháu, tại vì ban ngày Phương là đi làm, buổi tối luôn đi hát thì Phương sẽ trông cháu. Đó là những mà riết rồi không biết hai vợ chồng không còn thời gian cho nhau nữa. Nhưng mà cũng may mắn là có ông bà ngoại, lâu lâu ông bà ngoại cũng giúp sức. Hồi xưa thì khi mà quen nhau thì có cái khoảng thời gian là trốn nhà đi chơi. Giờ thì có trốn con đi chơi, nhưng mà cái cảm giác trốn con đi chơi nó vui hơn. Đỡ quá, đỡ mệt, đỡ nhức đầu. Đúng rồi. Có một khoảng thời gian là khó có sữa lắm. Nói chung là cũng lâu lâu trước khi đi làm thì cũng có ngồi dắt sữa thì được bình nhỏ nè. Và có những lúc mà nhiều khi người nhà vô tình mà làm rê cái bình sữa đó thôi là coi như là cả một ngày đó là cô ấy như một người khác vậy đó. Tiếc, quậu. Quật quậu, chửi bới tất cả mọi người thì đó là mình sau sinh thì mình thông cảm như chuyện đó. Nếu mà cảm giác mà ít sữa quá thì nên cho con uống thêm sữa để cho bé phát triển tốt. À, tới bây giờ thì anh thấy là về tất cả mọi thứ, về cân nặng, về chiều cao bé đều rất là lý tưởng. Thì anh cũng nghĩ là mình có một quyết định đúng. Nếu mà đặt nặng cái vấn đề về sữa mẹ quá thì không biết tới lúc đó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của Phương như thế nào. Vậy thì cái quá trình mà là anh cùng vợ chăm sóc con á, thì là anh có cảm thấy như là công việc đó nó có đòi hỏi nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm hay là nhiều sự gan lì hay không? Theo anh nghĩ chỉ cần mình bỏ tâm mình vô công việc đó thôi. Dĩ nhiên có những người đàn ông họ quá vụng về tay chân thì tới lúc đó họ không thể làm được thì mới phải nhờ tới sự giúp đỡ thôi. Còn... Vậy là có bao giờ khi mà là anh chăm sóc con mà anh làm con đau không? Có chứ. Nhắc tới mới nhớ có một cái kỷ niệm anh có những cái hối hận trong đời, và đây là một những cái hối hận. Lúc đó là bà xã đi làm thì khoảng được bé được 5 tháng tuổi. Thì ở đó chỉ có một mình anh chăm bé thôi. Mình vừa mới tắm bé xong thì mình để thí dụ cái cạnh giường, thì mình vừa mới để bé nằm cái cạnh giường đây. Mình cứ nghĩ lúc đó nó chưa lật được. 5 tháng thì thường khoảng lúc đó bắt đầu nó lật rồi đó. Đúng rồi. Nhưng mà mình chưa kinh nghiệm về chuyện đó. Bé vừa mới nằm đây mình quay mình lấy cái tả là ông lật ông bay xuống giường rồi. Mà cũng may là cậu ấy vừa mới xuống là cậu ấy ngẩng cái đầu lên thì cậu ấy khóc ù lu ù la liền. Là mình và lúc lật xuống nó cũng cuốn cái mền theo. Cũng may mắn là và sau đó là mình điếng người lên rồi mình tới mình xoa mình coi như thế nào. Và lúc đó là sợ không dám nói cho nhà biết. Đó, mình cứ để im lặng thời gian để giấu một tháng trời là giả bộ từ từ theo dõi con coi nó có những cái triệu chứng gì. Mình lên mạng mình search có những cái triệu chứng gì, ví dụ như là bé liệm đi hay là bé bị ói thành vòi đó, hay là có những cái gì đó ăn uống không được như thế nào đó. Thì sau đó một tháng lúc mà đi tái khám bác sĩ thì lúc đó mới dám khai cho bà xã biết. Lúc đó chị sao? Lúc đó ngồi một đống như nào không có cảm xúc gì hết. Không phải không có cảm xúc đâu mà kiểu dạng là đang bị sốc ấy. Thì đó sốc 5 phút sau là bắt đầu chuyển qua khóc. Mà cũng, lúc đó thì bác sĩ mới nói là thôi để biết là một tháng không có dấu hiệu gì là cũng yên tâm rồi, nhưng mà chắc ăn thì cũng nên đi siêu âm phía sau nào. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà mình nhớ tới bây giờ vẫn còn nhớ. Nếu vậy thì hiện tại bây giờ là cái tình trạng sức khỏe của bé ở nhà là mình ổn định đúng không? Nói đến thì mình cũng có một chút hơi thấy hối hận một chút xíu. Khi mà bắt đầu thời gian mới vào lớp 1 á, thì mình mới phát hiện ra là bé bị viễn thị bẩm sinh. Khi mà đi đo kiến thì bác sĩ nói là tại sao bây giờ mới dẫn con đi khám, bé bị viễn thị bẩm sinh khoảng gần 8 độ. Wow. Bác sĩ họ biết là viễn thị bẩm sinh là 99% là do di truyền chứ không phải là do dinh dưỡng hay là do thiếu tháng gì hết. Mình lên mình search những cái cách trị hoặc là những cách phát hiện về viễn thị thì họ nói là đối với trẻ em thì 1 tuổi nên cho đi khám mắt. Hồi xưa thì mình vẫn đi tái khám, mỗi lần tái khám chích ngừa đều khám hết, nhưng mà mình đã không nghĩ tới cái chuyện là đi khám mắt. Và bắt đầu khi mình khám thì cái người đo họ mới nói như vậy, nhưng mà có những cái người khác thì họ lại nói cái bệnh mắt này không thể nào phát hiện ra được từ sớm hết. Chỉ khi nào tuổi đi học thì mới phát hiện ra được thôi. Đúng rồi. Cho tới bây giờ khi mà mang mắt kiến thì mới đầu khi mà thấy bé mang mắt kiến hai vợ chồng cũng sốc lắm. Mình sốc một là tại vì bé mang mắt kiến, sốc hai là mình thấy là 5 năm tuổi đời của bé nhìn gì cũng không rõ hết trơn.
Mình tiếc cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà khi mình hỏi bé thì bé lại nói là con thấy mọi thứ rõ mà, ba mẹ đừng có lo cho con. Con đem mắt kiến con thấy cái vui mà, ba mẹ đừng có lo. Lúc đó hai vợ chồng chỉ có nhìn nhau mà khóc thôi. Phải chi mình quan tâm tới bé sớm hơn thì mình cho đeo kính từ lúc khoảng 1-2 tuổi thì có thể cái độ bây giờ nó sẽ ít hơn. Tại viễn thị thì nó sẽ giảm theo thời gian. Thực ra anh cũng đừng nên tự trách mình và anh cũng nói bà xã như vậy. Tại vì sao là nhiều lúc bé của mình mất 1 hoặc 2 tuổi khi mà mình đeo cái kiến vô bé sẽ khó chịu và bé quăng ra. Đúng rồi. Cho nên là mình cũng đừng trách là tại sao lúc đó thời điểm đó mình không cho đeo và nó có thể tới 6 tuổi thì nó đã giảm rồi. Nhưng mà mình không thể tính được cái chuyện đó, bởi vì để đeo một cái vật thể hay một cái gì vô, chẳng hạn đội một cái nón mà bé không thích thì bé sẽ quăng ra. Cho nên là cái đó không phải thuộc mình có thể mình mong muốn được. Thường là mỗi gia đình sẽ có một cái cách dạy con cái khác nhau. Không có gia đình nào giống gia đình nào hết trọi. Thì là cái cách mà là anh hướng con mình đi theo thì là theo cái phương án giáo dục nào? Thì gia đình anh thì anh muốn hướng bé theo cái kiểu là, thứ nhất là độc lập. Mình đã là con trai rồi mình phải độc lập. Anh là anh muốn hướng theo con theo cái hướng là con cứ tự nhiên phát triển những cái gì con thích. Ba không bắt con học giỏi, ba không cần con phải là một học sinh đứng nhất lớp, nhưng mà ba vẫn muốn hướng con là theo một người hướng ra xã hội nhiều hơn là ngồi trên một cái bàn giấy. Đến với cái mục này thì là anh phải hứa với lòng cũng như là hứa với lại em và anh Tiên Vương là anh phải kể những sự thật, không có dối trá dù chỉ một lời, dù những cái câu chuyện đó có thể làm cho chị hơi bị nhột. Thì tất nhiên là không có dối trá rồi, cái gì mình cảm thấy không ổn mình không kể thôi. Đúng rồi. Cái không vừa lòng thứ nhất của anh đối với Phương á là hay quên. Phụ nữ chắc chắn là mình không trách được, tại vì phụ nữ họ quá nhiều việc, họ vừa đi làm mà họ còn phải lo gia đình nữa. Cho nên cái chuyện quên là chắc chắn là phải quên rồi. Có bao giờ để quên tiền không anh? Nhiều lắm, nhưng mà cũng may là tiền để trong tài khoản hết. Cho nên cũng không có mất mát gì nhiều. Có một cái nữa là anh, cái đó không phải là tật xấu, nhưng mà anh cũng muốn nói đó là Phương rất là ham làm, đôi khi làm mà quên sức khỏe của mình. Tại vì tiền mình có thể kiếm được, nhưng mà sức khỏe mình đâu kiếm lại được. Vậy thôi thà bây giờ mình làm ít lại, mình lấy tiền mình đi chơi, mình chăm sóc sức khỏe của mình. Cái chuyện bệnh tật mình không nói trước được, nhưng mà mình có thể làm giảm nguy cơ lại thì mình vẫn cứ làm. Dù gì cái chiếc giường đắt giá nhất nó vẫn là cái chiếc giường bệnh. Đúng rồi. Cái tiền không bao giờ là đủ cho cái giường đó. Nói chung là cũng có những cái tính xấu, nhưng mà mình nói đây không phải là xấu. Ví dụ như hai vợ chồng xài điện chung, thì mỗi lần anh muốn mua một cái máy ảnh hay một cái ống kính gì đó, xin thì không cho thì mình phải mua lén. Mình mua lén, mình lấy visa mình cà rồi tới lúc mà chuyện đã rồi, khỏi nói gì. Nhưng mà một tháng sau đó là chỉ có đụng chuyện gì cũng cay nghiến về cái vấn đề tại sao anh cứ đi, anh lấy tiền đi mua đồ công nghệ hoài, anh cứ lấy tiền đi mua ống kính hoài. Sau khi bỏ được chơi điện tử thì những cái đam mê của anh á về công nghệ nó đều phục vụ gia đình hết. Tại vì gia đình thích đi du lịch, thích làm vlog, thì bà xã cũng thích chụp hình nữa. Thế nhưng mình sẽ nghĩ là những cái đam mê của mình nó cũng giúp ích cho bà xã của mình đó. Cái này một công đôi chuyện thôi, nói phải không? Mình có thể mình giải thích được mà. Đúng rồi. Anh mua cái kính này về là chụp cho em đẹp hơn chứ. Thì đó, bởi vậy mới đầu mua về bị nói nhiều lắm, nhưng mà sau khi chụp xong là im lặng luôn, không nói một tiếng nào nữa. Anh đem nhớ đem cái ống kính này chụp hình cho em á. Riêng bản thân anh á, thì có cái tật xấu gì mà anh cảm thấy như là mình cần thiết phải bỏ để cho vợ mình vui vẻ hơn không? Nhiều lắm, tại vì thứ nhất á, Luân là một người ít nói, sống nội tâm nhiều hơn, và lại là một người sống cái kiểu nghệ sĩ mà không có vạch định cái kế hoạch cho cái con đường của mình nhiều. Ai đem công việc đó cho mình thì mình nhận với một cách rất là niềm nở, nhưng mà mình lại không biết đến người khác để mình tiến cái công việc đó. Vậy là mình sống với cảm hứng nhiều hơn. Đúng rồi. Tính của Luân là một người thích gia đình, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Và mình hiểu một điều, khi mà mình lấy cái thời gian đó mà mình đổ vô cái công việc của mình nhiều quá thì mình sẽ mất cái thời gian cho gia đình mình. Có những cái gọi là một bước đi là sẽ không trở lại. Cho nên mình vẫn đang cố gắng mình tìm cái sự cân bằng giữa hai cái công việc đó. Đôi khi Luân cảm thấy mình cũng hơi cọc tính, nhưng mà bây giờ thì cái tính đó nó đã giảm bớt nhiều rồi. Hồi xưa là chỉ cần hai vợ chồng mà bắt đầu lên giọng nhau một cái thôi là coi như là cãi cả ngày trời luôn. Mà sau này thì khi mình biết được cái chuyện mình cãi làm cái gì, mình ăn thua với vợ mình để làm cái gì, cuối cùng thì người thua cũng là mình thôi. Cho nên cuối cùng thì luôn nghĩ là thôi, mỗi lần có chuyện giận hờn thì lên không cần biết ai sai hết, mình lãng đi chỗ khác đi. Rồi sau đó 1-2 tiếng đồng hồ thì mình vui giận mình nói chuyện với nhau. Vậy là anh tự nhận là hồi trước anh là một người không hề biết kiềm chế. Đúng rồi. Mình cãi và mình không chấp nhận xin lỗi luôn kìa. Nhưng mà sau này thì khi mà có nhiều cái kinh nghiệm rồi thì mình hiểu cái tiếng xin lỗi với hai vợ chồng không quan trọng ai có lỗi hay không có lỗi gì hết.
Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng hiểu nhau á, thì họ sẽ tự biết sau cái cuộc cãi vã đó thì họ sẽ tự rút kinh nghiệm ra cái chuyện đó. Cái điều quan trọng nhất không phải là anh làm bao nhiêu tiền hay là anh đối xử với lại tất cả mọi người như thế nào, mà là quan trọng là chúng ta chịu đựng được bao nhiêu. Tại vì là em thấy á, là trong cái việc mà là mình sống với gia đình, với vợ của mình và với tất cả mọi thứ á, thì nếu như mà là mình không chịu được người phụ nữ của mình á, người sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình, thì làm sao mà mình chịu đựng được những cái khác. Thì quan trọng nhất vẫn là gia đình, quan trọng nhất vẫn là gia đình. Và cái điều quan trọng nhất là phụ nữ luôn luôn đúng. Dù muốn cái gì thì các anh cũng đừng có cãi ha.